Theo thông tư của Bộ Giáo dục hiện tại thì các bạn học sinh và sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận và ở các thành phố lớn ở trên khắp nước Việt Nam, các bạn sẽ được nghỉ học vào từ ngày 3 tháng 2 cho tới ngày 9 tháng 2 và ngày 10 tháng 2 là các bạn sẽ đi học lại. Vậy là chúng ta đã có thêm một tuần nữa kéo dài cho suốt khoảng thời gian mà chúng ta nghỉ Tết hay là khoảng 2 tuần, và bây giờ chúng ta có thêm một tuần nữa để nghỉ. Thì không biết là các bạn đã có cái kế hoạch gì cho cái tuần nghỉ này chưa? Bởi vì như các bạn cũng biết, virus corona là một trong số những virus mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới phổi của các bạn và nó qua cái đường hô hấp cũng như là tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Thế nên là chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái việc là tiếp xúc với người ngoài, cũng như là chưa có biện pháp phòng dịch cụ thể thì chúng ta không nên ra đường nhiều và chúng ta luôn luôn phải đeo khẩu trang. Thế nên là các hoạt động vui chơi của các bạn hầu hết đó là các bạn thường là sẽ tập trung ở nhà nhiều hơn. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì ở nhà nào? Hãy bắt đầu vào video thôi. Nếu như các bạn giống mình á, thì thường á, là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta nghỉ Tết á, chúng ta sẽ có rất là nhiều bài vở đúng không nào? Bởi vì những cái sự hấp dẫn của những trò chơi trong Tết nè, rồi những bộ phim mà chúng ta đợi cả năm rồi mới được coi, hay là chúng ta có những cái hoạt động vui chơi với ông bà, với bạn bè ở dưới quê, thì khi mà chúng ta quay lại, bài vở nhiều khi thường nó sẽ chất đóng và chúng ta sẽ gọi là mất một cái khoảng thời gian mà gọi là một khoảng thời gian rất ngắn để chúng ta có thể làm bài, mà lượt bài vở lại rất nhiều. Nhiều khi cái bài vở chúng ta làm á, có những bạn thì làm chưa xong, có những bạn thì làm xong rồi nhưng mà không biết đúng hay không, thì cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian để mà các bạn có thể kiểm tra lại xem thử xem mình làm bài tập đã đủ chưa, là đúng chưa, để mà cho cái khoảng mà chúng ta bắt đầu vào đi học lại á, là những cái khoảng thời gian đầu tiên của một năm mới á, chúng ta có những cái kết quả thật là tốt. Những cái môn mà học bài các bạn học kỹ nè, và những cái môn mà thiên về tính toán các bạn có thể tính lại hết tất cả những cái con số và những cái bài toán mà các bạn làm, hoặc là các bạn có thể luyện kỹ năng một chút xíu đối với cái việc mà làm toán á. Các bạn có thể đổi số của cái đề bài á, để có thể cho ra một cái đề bài mới mà chúng ta làm để chúng ta quen với cái công thức. Cố gắng đừng để cho cái kiến thức của chúng ta bị mai một, bởi vì chúng ta đã có một cái khoảng thời gian nghỉ đâu đó cũng khá là gần hoặc hơn nửa tháng cho cái việc nghỉ Tết rồi. Bây giờ chúng ta mất thêm một tuần nữa là đâu đó là cũng một tháng chúng ta không đụng vào bài vở. Và nên nhớ là tập viết lại ha. Bởi vì nếu như mà vào lớp vào bắt đầu vào học thì chúng ta bắt buộc là phải chép bài. Nhưng mà bởi vì cái việc mà viết lách á, bản thân mình cũng vậy. Ngày trước khi mà mình đi học á, thì chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian mà mình lâu rồi mình không viết thôi, thì khi mà mình cầm lại cái viết mình cảm thấy mình viết chậm hẳn luôn. Và nhiều khi nó sẽ không theo kịp cái tốc độ bài vở ở trên trường. Đó, cho nên là cố gắng luyện viết ha. Với lại tập viết bài để mà cho tay của mình nó quen với con chữ. Rồi, còn đối với những bạn nào mà chúng ta đang có cái kế hoạch và dự định cho cái việc học tiếng Anh á, thì các bạn cũng có inbox cho fanpage của Anh ngữ quốc tế Alex, cũng như là các bạn cũng có hỏi anh về cái việc là hướng dẫn cho các bạn xem là nên như thế nào cho cái việc học, nên có những bước chuẩn bị như thế nào. Thì đối với những bạn nào mà đã từng học tiếng Anh rồi á, chúng ta đã có một cái khoảng thời gian chúng ta học tiếng Anh rồi, thì chúng ta sẽ có cái bước đó là ôn lại cái kiến thức trước. Trong một tuần 7 ngày chúng ta chia đều ra, chúng ta ôn lại các thì nè, chúng ta ôn lại những cái phần kiến thức đã học nè, hoặc là chúng ta viết một hai hay ba bài viết, hoặc là hai ba đoạn gì đó để mà phân tích về một vấn đề, luyện cái kỹ năng nói của chúng ta, cũng đồng thời luyện cái kỹ năng nghe của chúng ta nhiều hơn. Xong rồi á, thì sau trong cái quá trình này, nếu như các bạn rảnh, các bạn có thời gian, hoặc là các bạn chưa lên, nếu như những bạn nào mà chưa lên thành phố thì các bạn có thể chọn là đặt lịch hẹn vào tuần sau. Khi mà các bạn lên thành phố thì chúng ta đã có cái bước ôn luyện rồi, chúng ta có cái bước chuẩn bị cụ thể rồi đúng không? Thì các bạn có thể làm những cái bài kiểm tra đầu vào trong năm mới. Cái việc mà biết được cái trình độ khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn trong đầu năm á, nó sẽ vạch ra cho các bạn một cái lộ trình cụ thể đầy đủ và chuẩn xác nhất cho cái quá trình mà các bạn đi học tiếng Anh. Bởi vì nếu như chúng ta cứ chạy mà chúng ta không biết là chúng ta chạy tới đâu, cái quãng đường nó như thế nào, thì chúng ta sẽ dễ sinh ra cái tâm lý đó là nản, rất chán nản trong cái việc học, mà chúng ta không biết được là học tới khi nào thì mới có thể là hoàn thành được, cũng như là tới khi nào thì chúng ta mới có thể là có được cái chứng chỉ tiếng Anh như chúng ta mong muốn. Ví dụ như các bạn đặt ra mục tiêu là các bạn muốn có IELTS, thì các bạn phải biết được là các bạn muốn có IELTS ở bảng điểm là bao nhiêu, 5 chấm, 6 chấm hay 7 chấm. Và để lấy được cái bảng điểm đó thì các bạn biết được cái điểm xuất phát và chúng ta biết được điểm đến rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ có được một cái khoảng thời gian vừa đủ, tinh gọn, ngắn gọn để mà chúng ta có thể học. Chuyên viên hỗ trợ học thuật tại Anh ngữ quốc tế Alex có thể hỗ trợ cho các bạn trong vấn đề này. Các bạn chỉ cần để lại tên và số điện thoại thì sẽ có người gọi hỗ trợ cho các bạn để tư vấn. Đối với những bạn nào mà lớp 7 và lớp 8, khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian phù hợp cho các bạn để mà các bạn bắt đầu vào học IELTS, bởi vì kiến thức xã hội của các bạn đã có rồi.
và chúng ta sẽ bắt đầu cho một cái quá trình học tập và rèn luyện. Khi mà chúng ta lấy được IELTS rồi thì chúng ta sẽ tấn công sang những cái kỹ năng khác, ví dụ là như là những cái ngôn ngữ khác, chẳng hạn tiếng Nhật, là tiếng Hàn, là tiếng Trung nè, hoặc là những cái kỹ năng ví dụ đàn hát, múa, những bạn nào thích nhảy thì có thể đi học nhảy, vân vân. Đừng mất quá nhiều thời gian chỉ để học tiếng Anh. Và cái kiến thức của tất cả các kỳ thi trung học cơ sở, trung học phổ thông vân vân, nó chỉ gói gọn lại thiên về phần ngữ pháp thôi. Các bạn nắm vững về ngữ pháp, vẫn nắm thêm những cái nhánh của ngữ pháp thì các bạn có thể làm bài rất là tốt, các bạn yên tâm ha. Rồi, nếu như các bạn ở nhà thì cũng đừng làm cho cái thời gian nó trôi qua một cách lãng phí. Bởi vì cái khoảng thời gian mà từ lúc mà các bạn còn đi học cho tới khi mà các bạn tốt nghiệp rồi á, tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hay tốt nghiệp đại học rồi, thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian để các bạn học, không phải là để các bạn làm. Đừng hoài phí cái thời gian đó, các bạn sẽ làm giàu cái kiến thức của bản thân hơn. Rồi sau đó các bạn ra đời rồi, các bạn đi làm rồi, thì các bạn sẽ dùng cái kiến thức đó để kiếm tiền, để làm giàu cho chính bản thân mình và để nuôi gia đình nữa. Vậy thì đừng có để thời gian nó trôi qua một cách lãng phí ha. Chúng ta sẽ có những cái bước chuẩn bị thật tốt, và đặc biệt là đối với ngôn ngữ là một trong số những cái rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới cái công việc làm của các bạn sau này, thì các bạn hãy thật sự nghiêm túc với nó và đầu tư cho nó một cách hiệu quả các bạn nhé.